Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng lấy nguồn từ các ngân hàng thương mại triển khai cho vay chủ đầu tư nhà ở xã hội và người dân. Gói này lãi suất ưu đãi khoảng 7,7% một năm với người mua thuê mua nhà và 8,2% một năm với chủ đầu tư nhà ở xã hội đang gặp khó khăn do một số điều kiện vay vốn và thiếu các dự án nhà ở xã hội để giải ngân. Bởi vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét mở rộng hơn một số đối tượng được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá 3 tỷ đồng một căn và có ưu tiên cho người mua căn nhà đầu tiên. Đề xuất này nhằm mở rộng điều kiện vay, tạo điều kiện cho nhiều người có nhu cầu mua nhà ở được tiếp cận.